chào anh em. Tập ngày hôm nay ấy sẽ là phần 1 của series những món đồ hot nhất trong năm vừa qua nha mọi người. Thì cũng giống như đồ ăn thôi, mình tin chắc là cũng rất nhiều món đồ chơi nó cũng hot trong năm vừa qua. Đồ ăn thì vô số rồi, kể 3 tập không hết anh em ạ. Mình đang suy nghĩ đến phần 4 này, nhưng mà thôi, từ từ đã. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những món đồ nha mọi người. Thì trong năm vừa qua xem mà mình nghĩ là cũng nhiều đấy mọi người, cho nên là chúng mình mới để tiêu đề là phần 1 nha. Nếu như đã làm phần 1 thì chắc chắn sẽ phải có phần 2, phần 3, phần 4 rồi. Nhưng mà như thường lệ thôi, anh em phải giúp chúng mình. Sau khi chúng mình làm cái tập này xong ấy, mọi người hãy giúp chúng mình comment là xem những cái món đồ nào hot trong TikTok năm vừa qua. Thì mọi người cứ comment xuống đây nhá, để chúng mình thu thập về đây và chúng ta cùng đập hộp và trải nghiệm xem là những cái món đồ ấy nó thú vị như thế nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với sản phẩm đầu tiên. Cái này là cái gì vậy? Sao anh thấy nó nhẹ thế em? Nhưng mà nó lại là hàng dễ vỡ anh ạ. Hả? Ủa thế có một cái hộp nữa là hộp gì? À, tí nữa sẽ biết. Bây giờ chúng ta đập hộp này đã. Vui lắm anh em. Cái gì bóc cho dễ nào em? Đây. Hàng dễ vỡ mà lại nhẹ tênh này. Thế thôi anh. Dạ anh cẩn thận nhá, đừng chọc lố chết đấy. Dễ thủng luôn à? Anh em đoán được gì không anh em? Nope. Bây giờ cho anh em 10 giây để đoán, mình sẽ gợi ý là một thứ mà rất cần cho cuộc sống con người, không có là chúng ta sẽ chết. Mọi người đoán ra chưa? Đồ ăn đúng không? Sai. Rồi, đồ. Không khí. Chưa bao giờ mình nghĩ là người ta sẽ bán không khí mọi người. Không khí Hồ Xuân Hương, Đà Lạt anh em. Cái này của mình là không khí đồ nướng Đà Lạt. Thời buổi này không có gì là không thể kinh doanh đúng không anh em? Đợt trước mình đã nghe đến một cái phi vụ là bán không khí ở bên Nhật Bản về đây rồi, không khí lạnh ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy ở Việt Nam cũng học theo cái trò này. Nhưng mà trước khi mà vào gọi là review ấy thì mình phải đọc kỹ thành phần và cách sử dụng nhá. Xem Hồ Xuân Hương à. Thành phần là 0,5% nước hồ, cộng 98,5% không khí ẩm, 1% của sự mệt mỏi khi đạp vịt ra giữa hồ. Chính ra ấy, cái này mình đã trải nghiệm đạp vịt giữa Hồ Xuân Hương rồi, nên là mình review mọi người được chính xác cái mùi này có giống mùi ở trên đấy không nhá. Được, thế bỏ này sang bên. Ê, từ từ, nhưng mà phải cách sử dụng mà gợi ý này. Cách sử dụng thì cắt bỏ một góc xong rồi ngửi thôi, chứ có gì đâu mà. Từ từ, nhưng quan trọng là phải hít thật sâu và nhắm mắt lại để cảm nhận. Gợi ý là tặng mấy cái này cho mấy đứa hay đòi đi đạp vịt, cắt ở góc này, cắt bé thôi anh ạ, xong rồi anh thít đâu là anh bịt đến đấy nhá. Nè. Cẩn thận nó thoát ra. Ngửi đi, hộ cái. Toàn mùi ni lông thôi anh em ạ. Lừa đảo rồi. Nope. Thấy độ ẩm không? Hiểu hít cái gì vậy? Hiểu hít mai thúy vậy? Toàn là mùi ni lông thôi anh em. Mình không cảm nhận được cái gì. Đây để xem cái này nào. Không khí Đà Lạt đồ nướng. Thành phần là gà nướng sốt tiêu xanh ngắm thung lũng đèn tại tiệm gà Túc Túc. Cách sử dụng vẫn là như thế. Gợi ý tặng mấy đứa ở nhà không đi được. Thế không được thịt nướng thật đó nha. Nó không ghi bao nhiêu phần trăm thành phần thịt nướng thôi. Nghĩ đi. Có gì không? Lại lừa đảo em ạ. Không, cái này có mùi nhẹ nhẹ nha. Anh hít kỹ hơn em, để em phụt phát rồi em kỹ nha. À, mùi ni lông mà không có mùi gì cả. Không, nhưng mà ít ra nó ít mùi ni lông hơn cái túi kia. Đại khái nó thế nào ta? Nó không phải là mùi gà nướng mà nó sẽ có một cái mùi gì đấy nó thoảng qua. Nó hơi và nó sẽ bớt mùi ni lông cái túi kia. Đứa nào nghĩ ra cái này để bán luôn. Và mình cũng để đứa nào mua cái này về ngửi luôn. Chúng mình, người ta gọi là bán cho những đứa tò mò. Tiếp tục, một cái đồ mà dơ lên không giới thiệu mọi người biết liền này. Chê. Máy massage xung điện. Trời ơi, khuấy đảo TikTok luôn. Anh biết cái này tại sao hot không? Chắc là hot ở trên TikTok vì một cái bà nào đó đúng không? Nhờ hot bên TikTok Trung Quốc. Kiểu một cái bạn bà ấy đeo này, xong rồi bạn vừa đeo vừa make up. Đấy, thế là xong rồi nó hot sang Việt Nam. Chúng mình cũng đã từng làm cái máy xung điện rồi. Đúng rồi, mình có hẳn 2 clip. Nhưng mà máy xung điện đợt trước chúng mình làm xịn hơn máy này đều. Nhưng mà máy này là cái máy hot, cho nên mình mới lấy cái máy này về dùng nha mọi người. Trong này nó có rất nhiều chế độ cho mọi người lựa chọn. Mọi người muốn chọn cái gì mọi người chọn, có châm cứu rồi massage đấm bóp các thứ các kiểu ấy. Còn cái này sẽ là dùng để dán lên bộ phận cơ thể. Thì mình cứ dán lên đúng cái vị trí nó hot đi anh. Hai mu bàn tay. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem nó giật đến mức nào nha mọi người. Lần trước chúng mình dùng ấy nó cứ giật như này. Nó sẽ kiểu quắn quéo hơn ý. Mình sẽ dùng chế độ xoa bóp. Chỗ này sẽ là chỗ để tăng độ này.
Em hình như mình dán lộn bên rồi. Lộn bên vẫn được. Không được. Phải được. Em vừa ấn rồi nó không lên. Đây nha. Thấy chưa? Em bảo mà. Cấp độ 1 thôi nha anh em. Cấp độ 2. Không làm chủ được tay của anh em. Hơi run run này. Kiểu như là nhá, hình như lúc đầu nó sẽ dần nhẹ thôi, tự nhiên nó có lại. Ừ, nó kiểu có cái cơ tay mình lại. Ú đây. Anh ơi. Anh tháo ra nó, một với em. Thế nó sẽ không hiểu ông là nghĩ ra cái trò mà mẹ không biết là massage hay là tra tấn nữa. Thôi giờ trò vui mà, nó không đau đâu anh em, nó chỉ gọi là khiến cho mình bị co những cái cơ lại. Không, nhưng mà nếu mà cấp độ cao thì mình sẽ bị như kiểu là ai cầm những cái bó cờ mình rồi bó hết lại thì mình không hoạt động được hết. Em thấy sản phẩm này như nào? Không, nhưng mà em thích cái này anh ạ. Tại vì nó rất là vui. Anh cũng thích, bởi vì lâu lâu mỏi người ấy, lắp vào lưng ấy, massage cũng sướng cực mọi người. Lên nào em. Mình thích cảm giác này. Một món đồ gây ức chế. Đúng không? Cái này gọi là món đồ gây ức chế không anh? Này, bí. Anh thấy là nó cũng ức chế nhẹ em ạ. Ức chế cho người nhặt. Một chú vịt xinh xắn đáng yêu. Nào bây giờ chúng ta cho khán giả cùng ức chế nào em. Anh nhắc đi. Xem mới có cái ức chế thật sự không nha. Anh em xem nó sẽ nhỏ đến mức nào ấy. Sẽ phải lì với tao đến mức nào nào. Cái này là nhỏ nhất rồi. Nope. Điều đấy đâu anh ngờ. Em nghĩ hết chưa? Không biết. Anh thấy trên mạng nó đến đoạn này sẽ nhỏ lắm rồi mà. Em nghĩ tí phải lấy kính hiển vi anh ạ. Hết rồi đúng không? Ngờ chưa? Mình xem trên TikTok ấy, thấy người ta mở thấy cái đoạn này là thấy nhỏ lắm rồi. Tại sao lại còn có cả cái này nữa? Còn đâu? Có đâu? Còn đâu? Nope. À, hết rồi. Còn nữa là điên luôn đấy. Chào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con. Ê, ông nào thiết kế được ra rồi. Cái máy mà gọt được ra cái này hơi tinh xảo ấy. Nó bé đến mức mà người ta không thể vẽ hai con mắt con vịt luôn mà. Cái quả này đi chôn người khác thì cũng hơi buồn cười em ạ. Thì thế người ta mới gọi là cái ức chế ấy. Món đồ này như này nó không hữu ích, nó rất vô tri, nhưng mà nó đúng là kiểu như là rất thích hợp để mang đi chôn bạn bè đúng không? Để tủ kính ở nhà cũng được. Ừ, cũng được, nói chung là trang trí. Ừ, như anh úp này xong rồi giờ anh lại phải nhấc ra đây anh lắp. Thôi bỏ đi. Một sản phẩm gắn liền tuổi thơ của mình. Cây ma thuật thì... Không phải tuổi thơ của em, tuổi thơ anh cũng chơi em ạ. À, của tuổi thơ của chúng mình. Hết 2k thì chắc bây giờ bắt đầu lại tuổi thơ. Ta cũng bóc ra xem nó là cái gì nhá mọi người. Nhẹ nhàng anh ơi. Đây là cây ma thuật nha mọi người. Cây này mình mua là cây cái gì? Sakura Nhật Bổn ấy mọi người. Trần nó này có 3, 4 túi nước. Nước thần đấy ạ. Nước thần à? Thì mọi người biết cái này ma thuật ở đâu không? Khi nhá, cắm cái cây này vào đây. Xong rồi mình lấy cái nước này mình đổ lên. Sau 24 giờ nó sẽ nở hoa. Hồi xưa hồi bé tí mình thích chơi ra mọi người. Mà hồi xưa cái cây của mình là bé xíu thôi, nó chỉ bé. Cái hình minh họa như này, xong rồi hình như là có 1.000, 2.000, 3.000 một cây thôi, rẻ lắm. Bây giờ tự nhiên nó lại hot lại. Mấy cái đồ Trung Quốc này tự nhiên nó hay hot, dễ hot lắm. À, bây giờ mình sẽ đổ nước vào đây nha. Tưới lên anh em. Cái nước này nó không phải nước bình thường mọi người ạ. Nó nước thần. Thôi nhẹ nhẹ ít một ít một ít một. À, mình phải dài đều ra. Ủa sao nó xoay xoay này anh? Nó ngấn nước. Đều lên để hoa nở đều. Nó giống như kiểu sợi tóc xá lợi của chùa Ba Vàng ấy. Tưới nước lên là nó sẽ cử động ấy anh em. Ê, chính ra màu này cũng hot đấy anh ạ. Màu đấy hơi xàm anh em. Mình không tin vào mấy cái thứ xàm xàm đấy. Sau khi mà đổ nước vào ấy, thì chúng ta sẽ cần phải đợi 24 tiếng. Không phải 24 tiếng đâu. Chỉ cần vài tiếng thôi là nó sẽ lên bông tuyết rồi. Nhưng mà để 24 tiếng thì nó sẽ phủ kín được cái này. Nhưng mà chúng mình đã có cái mà chúng mình đã chơi sẵn từ tối hôm qua mà anh em. Mang ra đây để cho mọi người xem là khi nó mọc tuyết lên nó sẽ ra như thế nào nha mọi người. Bây giờ búng tay để cho biến thành cái kia nhá. Thôi em đi lấy thì đúng tay cái gì. Thì làm ma thuật mà, nó là ma thuật đúng không mọi người? Nào, 3, 2, 1. Rồi anh ngồi im nhá. Giữ nguyên tay này. 3, 2, 1. Ê, mọi người thấy magic kìa.
Sau khi mà đợi 24 tiếng nó lên tuyết như này, nó phủ kín luôn này. Ừ, trông hay ha. Cái cây này của mình ấy, đến lúc nó nở nó lại thành một cây màu hồng. Đẹp không mọi người? Cái này để vào tủ kính ấy, không có gió thổi vào ấy, khả năng là giữ được khá lâu ấy. Cái này nó khá là nhạy cảm anh em, chỉ cần một cái chút gió nhẹ thoáng qua là nó rụng hết luôn này. Nói chung là cái này chống chỉ định với những cái tác động mạnh ở bên ngoài. Mỏng manh như bông tuyết ấy, sờ vào cái đấy. Chạm vào là rụng. Ừ, chạm vào là rụng ngay. Ừ, chỉ có thế thôi. Em thế mà sao hồi xưa mình lại thích cái trò đấy thế nhỉ? Kiểu chắc là trông nó hay ho đúng không? Và bây giờ hot được cái thị yếu của con người bây giờ nó cũng quay trở về với ngày xưa đúng không? Thì người ta bảo là bất cứ một cái gì nó là một vòng lặp lại ấy. Thời trang cũng thế đúng không? Nó cứ mốt xoay vòng thì những cái đồ chơi nó cũng thế. Nhìn lớn này thì mình cũng không thích chơi, nhưng mà trẻ con chắc chắn thích. Nếu bạn nào có gia đình rồi thì mua về cho con chơi cũng được. Hoặc là kiểu như là mấy bạn học sinh sinh viên hay mua tặng nhau chẳng hạn nhỉ? Kiểu làm quà tặng ấy cũng sinh vui. Sinh viên cũng không chơi đâu, trẻ con chơi thôi. Vui mà. Vui là, vui. Ngồi ngắm nó quá trình nó mọc lên nở hay bông hoa này. Thích nhất là cái quá trình lúc xem nó mọc lên này anh em ạ. Lúc nó mọc lên hay lắm. Nói chung là nó đúng như kiểu là bông tuyết luôn ấy. Nó sẽ nở ra tí 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 một chứ không phải nó bung hết một lúc đâu. Mà nó sẽ mọc dần như cái cây luôn ấy. Tiếp theo. Mút mồi. Mút mồi con cá này khá hot trên TikTok anh em ạ. Nhưng mà chúng mình chơi rồi. Anh em có thể tìm lại cái video chúng mình chơi cho này nhá. Bỏ. Khác đi. Hấp dẫn hơn đi em. Hấp dẫn hơn. Hấp dẫn này không cứ phải cắt ra ra mọi người. Cái món này là cái món mà đúng kiểu là không hiểu tại sao các pháp sư Trung Hoa có thể nghĩ ra được. Cái này gọi là con dấu in mi giả. Và cái này là mi giả gọi là dạng như kiểu cái xăm dán ấy mọi người, nhưng mà nó dành cho mi dưới. Mi dưới là bình thường là mi trên đúng không? Nhưng đây là dành cho mi dưới. Nó là cái hộp mực để in con dấu này vào thôi. In vào mắt. Tại vì cái việc vẽ mi dưới đối với make up nó là một cái mà khá là khó. Không phải ai cũng có đủ gọi là hoa tay hay là kiên nhẫn hay là gọi là khéo léo để làm việc đấy. Thế nên là người ta mới nghĩ ra cái này. Có dấu đúng không? Đúng rồi. Ấn vào được. Ê, để em thử sai cái này nhá. Em tự mà thử mắt em. Em thử cái này, anh thử cái này. Ok, ok. Nó như kiểu đóng con dấu ấy. Phải đẹp vào nha em nhá. Đẹp hay không? Xấu thì đừng có làm. Đẹp hay không em không biết, em chưa thử em bao giờ. Sao nó lại như thế này? What the hell? Trông như thế. Để em thử lúc bên này nha. Gì em thử mắt em ấy. Mắt em sẽ thử cái này. Cái này không ổn mọi người, nó cứ bị cái viền trông như thằng này. Nó có cái viền như kiểu là gấu trúc kìa. Từ lâu mà đi rồi đưa cái viền này chứ. Làm một tèm lem luôn rồi kìa. Thôi đừng mong lắm. Cái sản phẩm này. Thế nên là mới bảo là không phải sản phẩm nào bán trên thị trường cũng có thể sử dụng được mọi người ạ. Đây cái này thì nó dán như kiểu cái hình xăm hồi xưa ấy mọi người. Mình cứ thử cái này. Thì nó có tiện lợi không? Không phải đi ra hàng mà làm em ạ. Cái này mua mắt trước. Xong rồi mình xếp bồn nước vào. Giống như xăm rán này đúng không? Vâng, y xì xăm rán à. Em không biết cái này nó có bền được không. Giống xăm rán thì nó phải để được tầm một tuần đấy. Ồ, nhìn cũng giống thật đấy em ạ. Giống không? Khá là giống ấy. Đẹp hơn cái của anh đúng không? Sao đừng hết ra so sánh xem. Sự khác biệt cho rệt thế. Như để em xem cái này nó có bền không nào. Nhìn nó có bị giả không ấy? Không giả lắm. Nó sẽ hơi kiểu bóng bóng này. Tất cả nó xẹp vào nó không chìa ra như lông mi thật thôi. Nói chung là cũng được, tạm thời. Ai mà muốn thử thì mọi người mua này thử được. Đừng có mua con dấu ấy nhá, mọi người fail lắm. Bây giờ lỡ cho em dán nó bên kia để bắt nổ bác sĩ này anh. Được thì em dán. Em nghĩ là em sẽ bỏ tiền ra mua cái này để về dùng thay làm mi thật không em? Không ạ. Em tự vẽ mi đẹp hơn. Và món đồ cuối cùng, mình nghĩ là món đồ này phải gọi là món đồ siêu hot trong quãng thời gian vừa qua. Úi dồi, vậy như ý à anh? Phải gọi là như thế em ạ, à, vui ra đã. Nặng đấy. Anh em đoán được gì không? Nope. Ui, vậy lò xo. Úi dồi, cẩn thận đập mặt em anh ơi. Đây là một thanh lò xo 50kg nha mọi người. Mình thấy cái sản phẩm này nó có màu vàng và màu đỏ. Màu vàng là 100 cân, 120 cân, và màu đỏ là 150 cân. Ui dồi, 150 cân với cả 100 cân thì mình nghĩ là với cái sức của mình ấy, ôi bỏ qua anh em. Cho nên là chúng ta sẽ thử mình với cả cái 50 cân này nhá. Em xem trên TikTok ấy, cái 100 cân là hình như Việt Nam chỉ có 1-2 người ấy được thôi. Không, bây giờ nhiều người ấy được rồi. Thế ạ? Ừ. Nào anh ơi, cẩn thận. Cẩn thận đấy anh ơi. Em thử trước, anh thử trước. Anh thử trước đi. Cái này phải biết kiểu đấy, phải đeo này vào cho an toàn anh em ạ. Nếu sử dụng cái này phải đeo cái này vào không nó đập vào mặt đấy. Nope.
sushi thường nhỉ? Xem trên mạng là giả vẻ như này. Nope. Anh nó không vẻ được là sao anh vẻ được? Wow, được rồi. Được chưa? 50 cân nói chung cũng đã em ạ. Vạch mới thử thôi ạ. Đặng đấy. Thì đúng kiểu mới được em ạ. Một triệu nếu em bẻ được. Tít luôn, đã đúng không? Ừ. Ok. Nặng lắm mọi người ơi. Cũng được, phải đúng kiểu kia mới dễ em ạ. Chụp vạ được đúng không? Là kiểu anh vừa làm ấy là dễ nhất rồi. Chơi mượn chân anh được không? Rồi làm gì? Tức là em phải sử dụng cái bụng để kẹp nó lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Nặng á. Được rồi em ạ. 10 triệu luôn. 10 triệu luôn. Không vẻ như thế vào được đâu. Thôi bỏ đi em ạ. Thử phát cuối đi. Cuối em. Cuối em. Lại. Trời ơi, chịu ơi. Nặng quá. Cần tập luyện thêm, đúng kiểu là được mà. Thấy chưa? Tân được không Tân? Ôi mấy này đơn giản mà. Thôi anh ơi, em đảm bảo nó không mấy được đâu. Nó kêu vậy thôi, thử với Tân. Này có gì đâu, 2, 3 đường cơ bản. 3, 2, 1. Ui ôi, chơi. Ui dồi. Kinh ơi, khỏe được ấy. 10 cái. Ôi cái này tầm 5 cái mệt rồi. 50 cân là vừa tầm để anh em mình tập luyện đúng không? Cái này ok. Còn cỡ 100 cân là chịu. Cái này em nghĩ chỉ lên 70 cân là đã khó rồi, nói gì 100 cân. Nhưng mà em nghĩ với em chắc tầm 30 cân rồi anh ạ. Cái sản phẩm này là cái sản phẩm trong tất cả những cái đống vừa rồi mình trải nghiệm ấy, thì cái này là mình thấy có ích nhất. Có ích về sức khỏe ấy, mọi người. Thì nếu như mọi người mua cái này về tập luyện thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Còn đừng có chơi ngu như Bạch My. Em thấy cái này hợp lý không? Món này phải tập luyện là vừa tốt cho sức khỏe vừa đỡ tốn tiền. Thôi. Mua mấy cái tốn tiền á. Ngoài việc tập luyện anh biết làm gì không? Hả? Đuổi mấy thằng trộm chó. Và sản phẩm phí tiền nhất mình thấy đó chính là cái này. Cả trên mắt anh nữa. Cái này cũng có một chút giá trị nhưng mà nếu mà nó làm xấu như này ấy, thì nó cũng gọi là vô giá trị. Rồi bây giờ anh em xem là còn những cái món đồ mà nó hot top 2023 hay mọi người comment hết xuống đây thì chúng mình lụm về chúng mình làm phần 2 anh em xem. Còn bây giờ thì bye bye.